Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Thương MC Channel. Lee Min Ho gây náo loạn sân bay vì đẹp quá mức cho phép. Nam diễn viên Lee Min Ho xuất hiện tại sân bay để đi Paris với diện mạo điển trai người người, khiến dân tình ngắm ngoài không biết chán. Hôm nay ngày 18 tháng 6, Lee Min Ho đã có mặt tại sân bay Incheon để di chuyển tới Paris tham dự sự kiện. Khoác lên người trang phục áo phông trắng kết hợp quần âu đen cùng áo khoác xanh bên ngoài, nam diễn viên huyền thoại biển xanh còn mang theo một loạt phụ kiện đi kèm. Anh đi giày thể thao khỏe khoắn, sử dụng túi xách trành điệu cùng với đeo kính đen cực ngầu. Sở hữu gương mặt điển trai cộng với chiều cao 1m87, Lee Min Ho luôn trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn khi có mặt ở chốn công cộng. Chỉ lấy tay vuốt tóc thôi mà mỹ nam này đã khiến trái tim của các chị em phụ nữ phải loạn nhịp. Chưa kể lúc Lee Min Ho cười mà lúng đồng tiền xuất hiện cực duyên, tiếp tục làm dân tình xao xuyến. Lee Min Ho hoàn tất nghĩa vụ quân sự vào cuối tháng 4 vừa qua. Sau khi xuất ngũ, Min Ho dành thời gian đi du lịch thư giãn. Anh cũng đã xác nhận tham gia sự kiện phim mới The King, The Internal Monarch, đánh dấu sự tái xuất của mình. Trong tác phẩm này, Lee Min Ho sẽ đóng cặp với nữ diễn viên Kim Go Eun. Phim dự kiến sẽ quay vào cuối năm nay và lên sóng vào đầu năm 2020.